Vừa qua, Cục Quản lý Thị trường Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016. Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Quản lý Thị trường cho biết năm 2015, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, Bộ Công Thương đã tích cực triển khai nhiều kế hoạch giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo được chuyển biến tích cực. Cụ thể, năm 2015, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 174.248 vụ, phát hiện xử lý 103.746 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 459,8 tỷ đồng. Đối với công tác chống buôn lậu thuốc lá đã giảm 30% lượng thuốc lá nhập lậu, trong đó lực lượng quản lý thị trường đã góp phần bắt giữ trên 1,9 triệu bao v.v. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tích mà lực lượng quản lý thị trường cả nước đã làm được trong năm 2015. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh trong năm 2016, lực lượng quản lý thị trường cần bám sát tình hình, có nhận thức, hành động cụ thể trong công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng nhái, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ, đặc biệt là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Lực lượng quản lý thị trường phải mạnh và trong sạch. Với tinh thần quyết tâm cao độ, Phó Thủ tướng tin tưởng rằng lực lượng quản lý thị trường sẽ hoàn thành được những nhiệm vụ được giao, nhất là trong công tác chống hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại, đáp ứng mong mỏi của người dân, tạo niềm tin cho các cơ sở kinh doanh chân chính. Ghi nhận những kết quả đã đạt được cũng như để nhằm động viên khuyến khích lực lượng quản lý thị trường và các đơn vị liên quan hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ Công Thương đã quyết định trao tặng 3 cờ thi đua và 70 bằng khen cho tập thể cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác quản lý thị trường trong năm 2015.